Vâng, quý anh chị có tin được hay không khi đây là nội thất bên trong của một cái mẫu xe mà khi mới các bác phải bỏ ra mức giá lên tới hơn 2 tỷ đồng để có thể sở hữu chiếc xe này. Nhưng mà phải nói là khi mở cánh cửa chiếc xe này ra thì đôi phần hụt hẫng. Nhưng tại sao những đại gia lắm của nhiều tiền và những người am hiểu họ lại vẫn sẵn sàng ra bỏ tiền ra để sở hữu xe này? Chúng ta hãy cùng em Việt dành một ít phút để khám phá nội thất bên trong của một chiếc xe đến từ thương hiệu của Anh Quốc các anh chị nhá. Nhưng mà chúng ta đi ngay giúp em vào cái tính năng và công nghệ đi. Một chiếc xe hơn 2 tỷ nhưng mà chúng ta sẽ có những cái gì? Vâng, các bác vẫn có ghế chỉnh cơm bằng tay toàn tập. Đây các anh chị này. Đó. Chỉnh cơ hết nhá các anh chị nhá. Nhưng mà hay ở cái là đây chúng ta còn có thể là chỉnh ra cái tựa đùi đây. Đấy, nhưng mà cũng bằng cơm. Đó, xe 2 tỷ tất cả đều chỉnh tay. Vô lăng cũng chỉnh cơm. Được chưa ạ? Cửa gió điều hòa thì chủ yếu là bằng các chi tiết nhựa, không có gì là xa xỉ đẳng cấp. Đấy, các chị nhìn này. Vô lăng thì các bác có thể thấy là nó xịn sò hơn một chút với da và tích hợp cũng khá là nhiều phím bấm. Chúng ta có nghe, chúng ta có ga tự động và giới hạn tốc độ lim. Được chưa ạ? Có nghe thoại rảnh tay điều khiển giọng nói. Vâng, và một cái logo hình tròn đặc trưng. Đấy, nội thất bên trong xe này thì đây các bác thấy này, cũng có cho các bác với một cái màn hình giải trí cũng màn hình tròn. Đấy, hệ thống điều hòa thì các bác có thể nhìn giúp em, không khác gì những chiếc Morning, đúng không ạ? Nhưng mà đây, cái mà hay hay một chút thì đây chúng ta có thể thấy là cái phím bấm đề nổ của chiếc xe này. Đấy, nó giống như là các bác thấy là những cái phím bấm ở trên máy bay vậy. Nhưng cái mà khác biệt nhất thì có lẽ chính là cái cần số này. Cần số điện tử. Đấy, đến từ thương hiệu BMW các bác nhá. Vâng, giống như là những chiếc xe đến từ thương hiệu BMW. Và ở đây thì chúng ta cũng có một cái lúm xoay này. Nhưng mà nó cũng không quá xa xỉ. Đấy, tất cả đều bằng nhựa các bạn. Và đây, một chiếc xe 2 tỷ nhưng các bác vẫn phải kéo phanh tay bằng cơm. Và các chi tiết vật liệu thì chúng ta có xịn sò hơn một chút, đó chính là ghế da của chiếc xe này. Các bác thấy này, form thể thao. Đấy, má ghế rộng giúp ôm người không khi anh chúng ta vào cua giải tốc độ cao mà nó không bị chóng chành lắc lư. Được chưa ạ? Trên này thì không có cửa nóc. Vâng, chỉ có các chi tiết trần bằng nỉ thôi. Đấy, tích hợp thêm một vài cái đèn. Gương chiếu hậu thì chống chói. Trên này thì chúng ta có hệ thống âm thanh nhá. Đấy, xe thì mới lăn bánh được 4,8 chuẩn. Vâng, 4,8 chuẩn các bạn. Vâng, thật sự là để bỏ ra mức giá lên tới 2 tỷ đồng cho một chiếc xe mà nội thất thì có thể nói là còn rất mới luôn. Vâng, rất mới luôn. Đấy, con này vừa về thì có lẽ là bên em chưa kịp dọn dẹp, nên ra là hơi bụi bẩn tí thôi. Đấy, nhưng mà các bác chỉ cần rửa qua thôi thì các anh chị chúng ta sẽ thấy là nó đẹp long lanh ngay. Đây, papi cánh cửa các bác cũng thấy này. Nhựa. Vâng, chủ yếu là nhựa. Da không quá xịn sò. Đấy, những phím bấm này. Đấy, con này rất là hay nhá. Cái khóa mở cửa thì các bác cũng là tích hợp luôn là cái lẫy này, mở cửa. Đó, rất là hay. Hệ thống chỉnh đèn các bác chỉnh để ở đây giúp em. Đó. Và tiếp tục thì chúng ta khám phá thử cái hàng ghế sau đi. Đấy, để xem là nó có xứng đáng với 2 tỷ không. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là một cái không gian chắc là chỉ ngồi được hai người lớn thôi. Đấy, vì ở giữa này nó sẽ có một cái để cốc nó nhô lên như này thì không ngồi thêm người nữa được. Đây, các bác có thể ngắm nhìn giúp em. Đấy, rất mới. Vâng, phải nói là mở cửa ra thì vẫn còn thơm phức phức mùi da mới. Đấy, nhưng mà không quá rộng và không nhiều tính năng option. Phải nói là sơ sài, đúng không ạ? Phải nói là như vậy. Nhưng không hiểu điều gì để mà chủ nhân cũ sẵn sàng bỏ ra một cái mức giá như em nói là lên tới hơn 2 tỷ để các bác có thể sở hữu được chiếc xe này. Vâng, chúng ta khám phá một chút đi. Vâng, khám phá một chút cái nội thất đi. Đó. Rất đơn giản, toàn là nhựa thôi. Đấy, không có gì xa xỉ cả. Đấy, không có gì xa xỉ cả các bác nhá. Đây. Đấy, rất mới. Vâng, mới khét lẹt thì đúng hơn, chạy 4,8 nhưng mà chủ nhân người ta đi giữ gì. Thì nó cũng không phải nói là không xuống cấp theo thời gian, nhưng mà đây các bác thấy là ghế da căng đét, vâng, không có người ngồi luôn.
Tất cả tem mác các bác nhìn này, nhập khẩu nguyên con từ Đức nhá, từ Anh, và con này là từ Anh. Đấy, nhưng mà ghế cũng chỉnh cơ, tất cả đều chỉnh cơ hết. Được chưa ạ? Vâng. Phải nói là một chiếc xe rất đặc biệt. Vâng, một chiếc xe rất đặc biệt. Mà với chiếc xe này, có thể nói đây là một trong những cái biểu tượng của ngành ô tô đến từ Anh Quốc. Và các bác chúng ta đang chiêm ngưỡng ở đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Mini. Vâng, một chiếc Mini Cooper bản 5 cửa. Đấy, với khối động cơ 2.0 Twin Turbo. Như em nói là con này, thứ nhất là nói về độ sang thì chưa chắc đã sang, đúng không ạ? Vì chúng ta đã khám phá không gian nội thất bên trong của chiếc xe này rồi. Về mặt công nghệ, chiếc xe cũng không trang bị quá nhiều option, phải nói là sơ sài. Đấy, nhưng mà cái mà chúng ta có đó chính là một cái form dáng có thể nói là độc nhất vô nhị trong ngành ô tô, công nghiệp ô tô, với những cái đường thiết kế gọn gàng, mượt mà, tinh tế, đặc trưng của thương hiệu này. Đấy, vâng, vì sao chiếc xe này nó lại được yêu mến như vậy? Vâng, thì có lẽ là bác nào hay xem phim chúng ta có biết cái nhân vật Mr. Bean, đúng không ạ? Rất là hay sử dụng dòng Mini Cooper này. Đấy, và đây, cái mà em thấy ấn tượng nhất có lẽ là ngoại thất của chiếc xe. Với tông màu xanh, lá cây cực kỳ đẹp, và đi kèm với đó là hệ thống đèn pha. Các bác nhìn này. Đấy, nó được trang bị một cái quầng đèn LED xung quanh này nhá. Và đi kèm với đó là một cái đèn bi siêu sáng. Đó, kể cả phần đèn gầm phía dưới cũng là được trang bị công nghệ như vậy. Vâng, một quầng đèn LED này. Và mặt ca lăng với những cái chi tiết chrome theo thời gian nhưng mà còn rất đẹp và rất mới. Các bác nhìn ngắm chút em ngoại thất của xe này đi. Đó, và một chiếc xe trị giá lên tới hơn 2 tỷ các bác nhá. Hơn 2 tỷ đồng. Xe được trang bị 4 phanh đĩa la răng hình hoa mai. Đó, và đây, chất lượng của nó thì các bác thấy này, theo thời gian cũng còn rất là mới, các chi tiết nhựa của xe. Vâng, bên này hôm nay chúng ta có một cái đèn nữa này. Đấy, vâng, và đem thử bật cho các bác cái đèn. Đây, để cho các bác thấy hệ thống đèn pha của xe này nó đẹp như này. Đó, cực kỳ tinh tế luôn các bạn. Đây là một thương hiệu xe Anh Quốc nhưng mà hiện tại thì nó lại thuộc sở hữu của BMW. Nên là chiếc xe này thì được trang bị khối động cơ 2.0 Twin Turbo tăng áp nổi tiếng của BMW. Nên là các bác có thể lấy là một chiếc xe hạng của Anh Quốc nhưng mà khả năng cầm lái của nó thì không khác gì những chiếc BMW cả. Đấy, và các anh chị để ý là cái phần lốp của nó cũng thiết kế khá là phẳng. Thứ hai là toàn bộ viền ở phía dưới này đều được lẹp bằng những cái chi tiết chrome tạo cái điểm nhấn. Vâng, có lẽ là chiếc xe này, cái đặc biệt của nó chính là cái ngoại hình. Vâng, ngoại hình. Và cái có thể nói là cái tính nhận diện thương hiệu của xe này hơn là những cái công nghệ và những cái option. Vâng, và có thể nói đây như là một cái món đồ trang sức với những đại gia lắm của nhiều tiền. Thì chúc các bác, đây là một chiếc Mini Cooper bản One 5 cửa, sản xuất năm 2020 với khối động cơ 2.0 Twin Turbo. Đấy, vâng, xe lăn bánh mới lên tới 2 tỷ 1. Vâng, nhưng mà con này các bác thấy rồi, mới lăn bánh 4.8, nội thất bên trong cực đẹp, cực mới. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Và một lỗi nhỏ bên em hoàn tiền 100% cho các bác. Nhưng mà ngày hôm nay thì em Việt đang chào bán chiếc xe này với chỉ mức giá là có 1 tỷ 400 triệu các bác nhá. Vâng, một chiếc xe như này có nghĩa là chúng ta mất giá lên tới 700 triệu rồi so với mới. Vâng, nhưng mà như em nói là con này thì chắc là phải những ai thực sự am hiểu và yêu mến. Đấy, phiên bản này được trang bị cờ Anh rồi nhá. Đèn là đèn giống là cờ Anh Quốc rồi. Đấy, và toàn bộ là đều được ốp những chi tiết chrome này, rất đẹp, màu xanh, cảm biến cảnh báo va chạm, bô thể thao. Được chưa ạ? Các anh chị nhìn này, mới tinh luôn. Vâng, con này thì biển thủ đô nữa. Đấy, và đây, cốp phía sau của nó này. Vâng, cốp thì nói thật là chắc là chỉ rộng hơn con i10 thôi. Đấy, một tí thôi các anh chị nhá, không quá nhiều đâu. Đó, nhưng mà các bác có thể thấy, vâng, một chiếc xe 2 tỷ, phía dưới này chúng ta có hộp thủy đồ này. Đấy, không có lốp dự phòng nhá. Xe này nó được trang bị cái lốp chống đinh. Đây các bác ấy. Đấy, bản lề nguyên zin nguyên bản, mới khét lẹt màu xanh. Con này có lẽ là các bác về dán thêm một cái bộ đề can cờ Anh ở trên nóc cũng như là ở thân xe nữa thì nó sẽ mang lại một sự khác biệt. Vâng, là mang lại cho các bác một cái sự khác biệt. Quá đẹp đúng không ạ? Vâng, rất chất lượng. Đấy, nhưng mà giá thì có lẽ là dành cho những ai đam mê. Và 1 tỷ 4
cho chiếc Mini Cooper bản One 2021 nguyên zin nguyên bản, lăn máy chuẩn 4.8. Vậy thì để tiếp tục đánh giá chất lượng cho xe thì chúng ta có thể mở cái lắp capo lên và chúng ta cùng kiểm tra cái phần động cơ của nó. Và con này thêm một cái sự khác biệt, đó chính là cái lắp capo. Các bác có thể thấy là nó bao trùm luôn cả hệ thống phần đèn pha. Và quá mới luôn các bác nhá, riêng về động cơ chiếc xe này. Thì đây, động cơ twin turbo tăng áp 2.0 nổi tiếng của BMW thì đã được sử dụng trên chiếc Mini Cooper này. Và con này thì nguyên zin nguyên bản, các bác nhìn giúp em này. Đó, quá đẹp luôn. Và như em nói là cái mà mang lại một cái sự khác biệt nữa đó chính là cảm giác lái. Vâng, cảm giác lái trên xe này. Một chiếc xe nhỏ nhắn gọn gàng nhưng mang trong mình một khối động cơ mạnh mẽ và khả năng tăng tốc vô cùng tốt và ấn tượng. Đó là giá trị của xe các bác nhé. Vâng, đó là giá trị của chiếc Mini Cooper này. Và tất cả còn tình trạng còn nguyên mới, như mới tinh các bạn. Đây các bác thấy. Xe thì full lịch sử bảo dưỡng trong hãng, các bác nào chưa yên tâm có thể là đem đi check hãng thoải mái giúp em. Vì dù sao chiếc xe này nó cũng phải trị giá lên tới 1.4 tỷ nếu các anh chị ta mua ở thời điểm bây giờ. Vâng, vậy thì quý anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm tới chiếc xe nhỏ nhắn gọn gàng nhưng mà vô cùng đẹp mắt và tinh tế này, các bác hãy nhấc máy và alo cho em Việt hotline 0968 22889 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về chiếc Mini Cooper 2020 này các bác nhé. Một lần nữa thì cảm ơn quý chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ. Hãy cùng bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm siêu chất có mặt tại kênh YouTube Việt Xế Chất.